bấy giờ thiện tài đảnh lễ cư sĩ minh trí đi nhiễu quanh vô lượng vòng đứng chắp tay lại mà bạch rằng đức thánh con vì lợi ích tất cả chúng sinh vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ não vì khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo an lạc vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát biển sinh tử vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ pháp bảo châu, vì khiến cho tất cả chúng sinh khô cạn sông ái, vì khiến cho tất cả chúng sinh khỏi đại tử bi, vì khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa ái dục, vì khiến cho tất cả chúng sinh khát ngưỡng trí Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hoang dã sinh tử, vì khiến cho tất cả chúng sinh thích công đức của chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, vì khiến cho tất cả chúng sinh vào thành nhất thiết trí phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh làm thế nào tu bồ tát đạo làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh Trường giả bảo rằng, lành thay, lành thay, thiện nam tử, người có thể phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thiện nam tử, người phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề rất khó có được. Nếu có thể phát tâm, thì người đó sẽ cầu Bồ Tát hạnh gặp được thiện tri thức, luôn không nhàm đủ gần gũi thiện tri thức luôn không mệt mỏi cúng dường thiện tri thức luôn không lười biếng hầu hạ thiện tri thức không sinh ưu sầu tìm cầu thiện tri thức chọn không thối chuyển thương nhớ thiện tri thức chọn không bỏ lìa phụng thờ thiện tri thức không tạm thời ngừng nghỉ chiêm ngưỡng thiện tri thức không lúc nào ngừng ngớt thực hành lời dạy của thiện tri thức chưa từng lười biếng bẩm thừa tâm thiện tri thức không có sai lầm Thiện nam tử, ngươi thấy người trong chúng hội của ta đây chăng? Thiện tài đáp rằng, dạ, con đã thấy. Cư sĩ nói, thiện nam tử, ta đã khiến cho họ phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, sinh trong nhà như lai, tăng trưởng pháp trắng, an trụ vô lượng các ba la mật, học mười lực của Phật. Lìa giống tánh thế gian, trụ giống tánh như lai, bỏ vòng sinh tử, chuyển bánh xe tránh pháp, diệt ba cõi ác, trụ cõi tránh pháp, như các Bồ Tát đều có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. Thiện Nam Tử ta được môn giải thoát tùy ý sinh ra phước đức tạng, phàm có ai cần gì thì đều được mãn nguyện. Như là y phục, anh lạc, voi ngựa, xe cộ, hoa hương, tràng lọng, thức ăn uống, thuốc thang, nhà cửa, phòng ốc, tòa ngồi, đèn đuốc, nô tỳ bò dê và các người hầu hạ. Tất cả vật tư xanh như vậy những ai cần dùng ta đều khiến cho họ được đầy đủ cho đến vì họ nói diệu pháp chân thật thiện nam tử hãy đợi chốc lát ngươi sẽ tự thấy khi nói lời đó thì vô lượng chúng sinh từ đủ thứ các phương hướng đủ thứ thế giới đủ thứ cõi nước đủ thứ thành ấp hình loại khác nhau ưa muốn khác nhau đều do nguyện lực thủa xưa của bồ tát số lượng vô biên đều đến tụ hội đều tùy ý muốn của mỗi người mà có sự thỉnh Cầu. bấy giờ cư sĩ biết đại chúng đã tụ tập trong ý niệm khoảnh khắc gước nhìn hư không như đồ cần dùng của họ đều từ hư không rơi xuống tất cả chúng hội khắc đều được đầy đủ sau đó lại vì họ nói đủ thứ pháp đó là vì người được đầy đủ thức ăn ngon thì vì họ nói đủ thứ hạnh tích tụ phước đức hạnh lìa bần cùng, hạnh biết các pháp, hạnh thành tựu pháp hỷ, thiền duyệt thực, hạnh tu tập đầy đủ các tướng tốt, hạnh tăng trưởng thành tựu khó khuất phục, hạnh khéo thấu đả thức ăn vô thượng.